sao đây? Về chưa? Về nhà chưa? Chưa à? Ờ, ta đang đứng ở tầng 1 này này. Bao nhiêu phút nữa? 30 phút nữa à? Ờ, thì thôi được rồi. Ý ra uống trà đợi nhà dưới tầng 1 nhá. Rồi, ok. Tình yêu có từ nơi đâu? Em một khúc sông cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau em đêm, em là cô tâm thảo hiền, mà mắt cứ nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vội. Hay quá. Vâng, chào bác. Bạn hát hay quá. Bác đi đâu qua đây đấy? Lên nhà thằng Phương Minh Quang. À, thu âm, phòng thu âm đúng không? Cho xin bác. Phòng thu hình như là nó vừa chạy đâu rồi ấy. Nó đi có hẹn chưa? Nó đi có việc gì ấy. Nó bảo là 30 phút nữa nó mới về. Tôi cũng đang lên thu bài hát. Ừ. Bác có biết hát không mà đòi lên thu? Hát văn nghệ là chính, vui là chính, biết hát đâu. Nhưng mà loa này hay đấy, tôi nghe thấy rằng đấy, em vừa hát đây, bác thấy được không? Được. Loa này rất hay. Đấy. Mua ở đâu đấy? Em mua hàng xịn đấy. Hàng này không phải hàng tàu đâu, mà là Trung Quốc ấy. Không phải tàu Trung Quốc ấy. Cho tôi hát bài được không? Bác phải hát hay thì em mới cho hát, bác hát dở thì em không cho hát đâu. Ôi, chả biết hay dở hay không thì thử làm bài cho nó vui đi. Thấy ở đây chắc là nhiều người thích nghe ca nhạc. Bây giờ này, bác hát nhạc gì? Nhạc trẻ, nhạc chính thống hay nhạc dân ca, nhạc gì? Nhạc trẻ cũng hát được. Nhạc trẻ hát được. Dân ca hát được. Rồi em chơi khó bác đi. Bác mà bác đi thu âm là em biết là bác là hát hay, bác đi thu âm. Nên là em chơi khó, bây giờ bác phải hát chầu văn đi cho nó khó đi. Bác hát được chầu văn không? Chầu văn à? Hát văn không? Thanh hơi khó đấy. Thanh hơi khó. Khó mới gọi là đố. Nhưng mà thì được rồi, nếu mà thích thì hôm trước nghe là karaoke nhiều, thử hát xem. Thuộc rồi. Chơi luôn. Hôm trước định thằng ấy nó bỏ định thu nhưng mà chưa có thời gian. Nhạc trẻ bình thường, bây giờ phải chơi hát văn. Đúng rồi. Rồi bác hát bài gì để em search beat ở trên YouTube rồi, YouTube à? Hát thì hát văn thì cô đôi thượng ngàn đi. Cô đôi thượng ngàn gì đấy. Rồi ok. Đó. Đây mic đây, để thử nhá. Ok. Để em giới thiệu cho hoành tráng. Xin giới thiệu ông bà con cô bác ở đây, các bác đang ngồi uống trà đá cổ vũ cho một giọng ca hát văn bài cô đôi thượng ngàn, rất mong các bác sau cổ vũ cho tràng vỗ tay. Rồi mời bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác dù thất bại hay thành công, dù đang lông bông hay làm việc, hay dù đời dự việc ở nhà, thích ăn thịt gà hay thích ăn chay, chúc các bác năm nay gặp nhiều niềm may. Nếu mà thấy hay lại một phát pháo tay để còn em hát. Ngọc Điền chốn Kim Môn cô đôi ra vào. Ngọc Điền chốn Kim Môn danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong như trong cung. Xin thay một thú chưa đôi ngàn, bầu trời cảnh Phật ý. Phòng y quan bốn mùa, trên bát ngát đi trăm hoa đua nở, dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi.
bay phập bê với mọi nơi, cá theo ngược nước ơi lượn bơi vẫy vùng trên rừng tùng gió rung lác đác chữ đỉnh sườn non y đá chất treo leo của con sông thương nước chảy trong veo y y a ơi a ơi a sông thương y nước cứ chảy trong veo y thuyền xuôi người ngược ơi cao thấp trường an cỏ hoa tắm tắp màu xanh ý a ơi a ơi a tiên cô càng nhìn đồi núi càng xinh hoa tô sắc thắm màu phong cảnh chỉ mùi cơm lam thịt thính cô ưa có chơi đồng đăng áo cá chợ bờ y y thơm cỏ lạ ý mấy màu ấm êm nhìn cảnh vật rừng xin mao ca chợ đột mang sang măng nước măng tre các bàn tiên đùng đình xa về sơn tràng tính cô hay măng trúc măng giang a a a a a a a chiều quang sáng tỏ lưng trời một màu xuân sắc tốt tươi rườm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa cam quýt nhãn dừa a a a a
cho hết cô lại mua hàng về. Âm thanh của chú hay đấy. Chuyện. Quá tuyệt vời.